thì Bộ Y tế cũng đang nhận định là Việt Nam của chúng ta vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào mà chúng ta mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, nguy cơ căn bệnh này xâm nhập vào Việt Nam là hoàn toàn có thể do chúng ta có sự giao lưu và đi lại giữa các quốc gia. Vì vậy, Việt Nam cần phải có sự chuẩn bị năng lực về chẩn đoán, cách ly cũng như quản lý để khi có ca bệnh, chúng ta sẽ hạn chế được tối đa sự lây lan cũng như tỷ lệ tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đậu mùa khỉ không phải là một căn bệnh mới. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, bệnh đang có xu hướng gia tăng bất thường. Hiện bệnh đã lan ra 75 quốc gia ở tất cả các khu vực. WHO cho biết, bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế do tốc độ lây lan nhanh, nguy cơ về sự lan rộng hơn nữa của dịch bệnh tới các quốc gia khác là rất rõ ràng. Virus lây lan nhanh ra rất nhiều quốc gia mà chưa từng thấy trước đó. Đợt bùng phát dịch này được coi là sự kiện bất thường. Các quốc gia cần tuân thủ các biện pháp tạm thời như sẵn sàng và đáp ứng, giám sát và xét nghiệm, phát hiện và đào tạo, nâng cao nhận thức và có sự tham gia của cộng đồng. Cùng với các công cụ sẵn có và có sự phối hợp nhịp nhàng của các bên, virus có thể được kiểm soát. Hiện một số quốc gia châu Á có sự giao lưu đi lại thuận tiện với Việt Nam như Hàn Quốc, Singapore, thậm chí trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Campuchia đều đã ghi nhận các ca bệnh. Do đó, khả năng dịch xâm nhập vào Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian. Chuyên gia khuyến cáo, người dân không quá hoang mang trước dịch bệnh này, tuy nhiên tuyệt đối không được chủ quan lơ là và cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế. Chúng ta không nên tiếp xúc hoặc giết mổ với những cái động vật mà không rõ nguồn gốc, rồi những động vật mà bị ốm, bị chết. Hạn chế tiếp xúc với những cái trường hợp mà đã nghi ngờ hoặc là được khẳng định là ca bệnh đậu mùa khỉ. Hạn chế tiếp xúc với những cái vật dụng đấy xung quanh người bị nhiễm đậu mùa khỉ để tránh tiếp xúc phải virus. Đeo khẩu trang thường xuyên cũng như là thường xuyên sát khuẩn tay sạch sẽ cũng là một trong những cái yếu tố giúp phòng bệnh đậu mùa khỉ. Để ứng phó với đậu mùa khỉ, Việt Nam đã chủ động các biện pháp sàng lọc, ngăn chặn chặt chẽ. Bên cạnh đó cũng cần có những biện pháp để bảo vệ nhân viên y tế, những người có nguy cơ lây nhiễm cao. Tại các cơ sở y tế, bệnh nhân có các biểu hiện nghi ngờ sẽ được làm ngay các xét nghiệm cần thiết để phát hiện sớm ca bệnh. Ở trong thời điểm hiện tại, chúng ta thấy rằng nó có hai cái loại xét nghiệm có thể giúp để mà phát hiện ra virus này, đấy là sử dụng các cái xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện các cái đoạn gen của virus hoặc là giải trình tự gen toàn bộ virus này, từ đó thì phát hiện ra là có phải là đậu mùa khỉ hay không. Thì trong thời gian trước mắt, các viện vệ sinh dịch tễ cũng như là các CDC cũng đã được thông báo về những cái nội dung này, và cái việc mà giám sát cũng sẽ được thực hiện song hành để mà có thể đảm bảo rằng là chúng ta không bị bỏ sót những cái đối tượng mà có thể là những cái nguồn lây tiềm tàng cho cộng đồng. Chúng tôi có thể lấy các cái bệnh phẩm là cái vùng tổn thương, cần là cái nốt phỏng da ở ngoài da của bệnh nhân nghi đậu mùa khỉ, thế và một số các loại bệnh phẩm khác như là máu và một số các cái bệnh phẩm đường hô hấp, để chúng tôi làm các cái phương pháp xét nghiệm khác nhau từ sinh học phân tử cho đến những cái xét nghiệm thông thường khác. Đa phần người nhiễm đậu mùa khỉ đều có thể nhẹ và có thể điều trị khỏi. Tuy nhiên, ở một số đối tượng, bệnh có khả năng diễn biến nặng hơn là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền. Để phòng bệnh, người dân không chủ quan, thực hiện tốt các biện pháp dự phòng. Những người đi từ vùng có dịch cần theo dõi triệu chứng, nếu nghi ngờ mắc bệnh thì báo ngay cho cơ quan y tế.